Trước thêm lần phóng thứ 50 và cũng là cuối cùng của tên lửa H2A dự kiến vào cuối năm nay, tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi của Nhật Bản đã giới thiệu đến công chúng phần lõi của tên lửa này. Phần lõi của tên lửa H2A được trưng bày tại nhà máy Tobishima ở tỉnh Nagoya. Nếu các bộ phận được lắp ráp hoàn chỉnh, tên lửa sẽ dài 53m và nặng 289 tấn. Các chuyên gia vẫn chưa ấn định thời gian thực hiện vụ phóng cuối cùng của H2A, nhưng dự kiến nó sẽ diễn ra trước cuối năm nay tại trung tâm không gian Tanegashima phía tây nam Nhật Bản. Trong sứ mệnh cuối cùng vẫn chưa ấn định thời gian thực hiện, tên lửa sẽ chở theo vệ tinh của cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA để theo dõi các yếu tố thủy gian và khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Tên lửa H2A được sử dụng lần đầu tiên vào năm 2001 với 49 lần phóng, tỷ lệ thành công là 98,3%. Chúng tôi đã sát cánh cùng với H2A trong một thời gian dài. Tôi cảm thấy rất xúc động khi sắp nói lời tạm biệt nó. Mitsubishi và JAXA đang phát triển tên lửa kế nhiệm H3 với mục tiêu giảm chi phí sản xuất và phóng.